Team Châu Phi bị nghi rạn nứt khiến Quang Linh Vlog vội làm một việc hé lộ sự thật bất ngờ. Trong dự án mới nhất của Team Châu Phi, một số cư dân mạng bất ngờ bày tỏ thắc mắc khi ảnh chụp thiếu một thành viên trong team. Ngay lập tức, Quang Linh Vlog đã phải lên tiếng đính chính sự thật phía sau. Quang Linh và Team Châu Phi mới đây đã quyết định trở thành đại sứ với dự án chăm sóc sức khỏe dài hạn trong năm 2023. Mục tiêu xây dựng điểm tựa cho sức khỏe của cộng đồng người dân ở Việt Nam và Châu Phi qua nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh online miễn phí, xây trường cho trẻ em vùng cao, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện, SOS bác sĩ đây, bác sĩ trực tuyến 24/7 hỗ trợ tất cả các trường hợp khẩn cấp. Trên trang cá nhân, Quang Linh Vlog đăng tải hình ảnh cùng với 5 thành viên khác trong team để thông báo dự án. Tuy nhiên, bên dưới bình luận không ít cư dân mạng bày tỏ sự thắc mắc vì thiếu một thành viên là công giác. Không những vậy, nhiều người còn đặt nghi vấn về mối quan hệ hiện tại của các thành viên trong team Châu Phi. Ngay sau đó, Quang Linh đã phải lên tiếng đính chính về việc này. Anh cho biết team Châu Phi là một cộng đồng lớn chứ không chỉ đơn giản là một vài thành viên như trong ảnh. Bên cạnh đó, vì một vài lý do bất khả kháng nên không thể tập hợp đủ thành viên để chụp ảnh. Quang Linh viết, cả nhà đừng để ý quá về vấn đề hình ảnh, nhiều khi bất khả kháng không tập hợp đủ cùng lúc để chụp chung. Hơn nữa, team Châu Phi là cả cộng đồng lớn chứ không phải có vài thành viên trên ảnh. Hãy quan tâm đến các dự án mà team Châu Phi đã triển khai sắp tới quan trọng hơn. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đổ dồn sự chú ý vào việc một thành viên trong team là anh Linh Philip và đùa rằng team Châu Phi đang gãi lạnh với nam vlogger khi cả team ai cũng trắng xám, chỉ riêng Linh Philip là tối màu. Nhiều fan còn hài hước đùa rằng cả team đã bôi kem chống nắng xong và cất đi không cho Linh Philip dùng. Ngay sau đó, Quang Linh cũng hài hước gửi lời xin lỗi đến người anh thân thiết và viết: "Nợ anh Linh lời xin lỗi, anh em dùng kem chống nắng quá thay." Một thành viên khác cũng viết: "Team ác thật, bôi kem xong giấu đi không cho Linh dùng." Màn tương tác hài hước và đáng yêu giữa các thành viên trong team nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Gắn bó cùng nhau suốt một chặng đường dài tại Châu Phi không chỉ mang đến nhiều điều ý nghĩa cho nơi đây mà tình anh em của team Châu Phi cũng vô cùng gắn bó. Quang Linh Vlog cùng team Châu Phi thời gian qua đã khởi xướng và thực hiện nhiều dự án mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng người dân địa phương như hỗ trợ người dân làm nông nghiệp, ủng hộ lương thực, cung cấp nước sạch, xây nhà, sửa trường miễn phí, giúp đỡ trẻ em nghèo đến lớp. Nhận thấy sự thiếu thốn về vật chất không đáng sợ bằng nỗi lo bệnh tật, nhất là tại Angola, quốc gia nằm trong khu vực có chất lượng y tế nghèo nàn và lạc hậu nhất trên thế giới. Tại đây, việc tiếp cận các dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế, thiếu hụt nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao. Một số lĩnh vực y tế chỉ có một bác sĩ chuyên khoa, thậm chí có những lĩnh vực không có bác sĩ chuyên khoa nào. Nguồn nhân lực y tế tại Angola khan hiếm nên chi phí khám chữa bệnh rất đắt đỏ, khiến những người nghèo phải tự trị hoặc từ bỏ điều trị. Những căn bệnh không chỉ là nỗi ám ảnh của người dân địa phương mà còn của cộng đồng Việt kiều tại Angola. Trong hành lý của mỗi lao động sang Angola thường có đủ loại các loại thuốc trị bệnh vì thuốc ở đất nước này cũng rất khó mua. Đó cũng là một trong những lý do khiến Quang Linh không chỉ muốn cải tạo nông nghiệp mà còn muốn cải thiện chăm sóc sức khỏe tại Angola và cả Việt Nam, mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho những mảnh đời khốn khó, giảm thiểu thực trạng đau lòng khi không ít người dân bị bệnh tật dày vò, phải từ bỏ cuộc sống vì gia đình không đủ khả năng chữa trị. Với sự đồng hành của Quang Linh Vlog và team Châu Phi, chương trình Sống Khỏe, Sống Chất sẽ đem đến hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Nhờ team Quang Linh, hiện tại bà con Châu Phi đã cải thiện đáng kể được cuộc sống của mình. Không chỉ có cuộc sống đầy đủ, trang thiết bị hơn với nước sạch và điện, người dân nơi đây hiện còn biết canh tác nhiều loại lương thực đảm bảo cuộc sống không quá khó khăn. Quang Linh Vlog cho biết, người dân nơi đây trước kia vô cùng thiếu thốn và thậm chí là hoàn toàn không biết canh tác. Chính vì vậy, thay vì giúp đỡ mọi người qua một vài bữa ăn lương thực, quần áo qua ngày, Quang Linh quyết định dạy người dân nơi đây làm nông nghiệp, y tế để cuộc sống người dân được cải thiện tốt hơn.